Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Di Hùng Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2020 Thưa quý vị, đề tài hôm nay làm Nghe hơi chói, rung rợn Nhưng nó nói lên một sự thật phủ phàng Ở tại hải ngoại Đó là tôi xin tôi lại tô vang tôi nài các ngài ở ngoài kia kìa ở hải ngoại đây hãy tha thứ đừng có hành dâm lên trên thi thể của việt nam cộng hòa đừng có hành dâm trên thi thể đó hành dâm trên thi thể của việt nam cộng hòa nghe quý vị tưởng rằng là nó rung rợn nó giỡn mà nó thiệt là cái cảnh đang diễn ra ở tại hải ngoại có những người đó bệnh hoạn ở trong tâm thần khi mà vì lý do nào đó họ sát hại một cô gái còn trẻ họ cũng không buông tha cái xác cái thi thể của cô gái đó đó họ vẫn tiếp tục làm nhục họ hành dâm lên trên cái thi thể của cô gái đó có những người hành dâm bằng cách là ở chỗ âm hộ và cũng cũng có những người bệnh hoạn ở Hoa Kỳ này đó họ hành dâm ở phần sau những thứ đó là thứ người ta gọi là bệnh hoạn đại bệnh hoạn. Thế nhưng mà bây giờ tại sao tôi lại mang cái tư tưởng, cái gốc, cái cái hình ảnh đó cho một cái xã hội của người Việt hải ngoại mà tôi cho rằng nó là như vậy? Quý vị biết hiện nay đó ở hải ngoại đó có rất là nhiều thủ tướng, nhiều tổng thống. Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đó như một cái... Rồi còn có đệ tam Cộng Hòa nữa. Đệ nhất, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt chính thức 30 tháng 4 năm 1975. Khi ông Dương Văn Minh lúc ấy với tư cách là Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa đệ nghị đọc tuyên bố đầu hàng và đã đầu hàng chấm dứt một thể chế rõ ràng. Thế nhưng qua bên này đó, như tôi nói là, là cái Việt Nam Cộng Hòa nó, nó gần nó 30 tháng 4 năm 1975 đã chấm dứt và nếu mà không mang nó đem đi đi chôn đi tán cho đàng hoàng đó, để còn giữ lại những cái hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam Cộng Hòa để nhất và đề nghị những cái hình ảnh còn tốt đó thì đem đi chôn đi đó thì cái thi thể đó cứ phơi ở ngoài đó hết ngày này sang tháng nọ đó thì cái thi thể đó nó trở thành rất là bệnh hoạn nó là cái thi thể rồi Việt Nam Cộng Hòa mà mang ra đó nó trở thành một cái thi thể rồi có những người đã hành dâm trên cái thi thể đó Tức là vì họ mê quyền lực Họ mê đủ thứ hết Thì như là Đào Minh Quân Hồi xưa đó Chỉ là một anh thiếu quý quèn Kiến thức thì không có Tự nhiên cái đâu có rồi Ra một cái chính sách gọi là Ký tên đạp mặt Hồ Chí Minh Rồi xong rồi tự phong cho mình làm Tổng thống Đại Tam Người ta gọi đó là hành dâm trên cái xác Việt Nam Cộng Hòa đó là, là hành dâm trong cái âm đạo mà nó sanh ra cái xác. Kỳ quái, cái nào là cái quái thai đệ Tam Cộng Hòa. Tức là cái thi thể của cái cái Việt Nam Cộng Hòa đó nó sanh ra cái quái thai nhá Chứ nó không phải là một là quái thai đệ Tam Cộng Hòa rồi tự nhiên nó là, là là một cái quái gì đó quái vật tổng thống đại tam cộng hòa đào tuột cùng nó rõ ràng như vậy chạy đâu thoát cái, cái quái vật và cái quái thai để tam cộng hòa quái vật đào tù quần đó là xây dựng lên trên cái sự ảo tưởng kích động ảo tưởng thật nhất là những người mà ở trong Việt Nam mà những người ta không có hiểu người ta cũng là cái loại đam mê tức là được kích thích cho những cái tư duy là tham quyền tham lợi cá nhân cá nhân chủ nghĩa làm những cái chuyện tầm bậy chứ không có một cái lý tưởng gì hết không phải là cách mạng cách mạng á mà phải đi cái chiều hướng đi lên thay cũ đổi mới trong một cái chiều hướng tốt đẹp hơn đó mới gọi là cách mạng cách mạng rất gian khổ chứ không phải là là là, là ôi tôi được nắm quyền ôi tôi sẽ là ông đại tá tôi sẽ là ông đại tướng tôi sẽ là cái này cái nọ như là đào tuột quân đó, phong cho những người chưa có kinh nghiệm gì hết nào là bộ trưởng rồi nào là là đại tướng Chả biết gì một cái gì về quân sự Cũng lên làm đại tướng Cái gì không hiểu cái gì hết Rồi những người mà trẻ trong Việt Nam Mới tham gia Rồi cứ tưởng rằng mai mốt mình là Ông này bà nọ ghê gớm Tức là đã được sống trong cái ảo giác đó Đó là quái thai Cái quái thai Việt Nam Cộng Hòa Đại Tam Của Đào Tục Quần Đào Tục Quần là con quái vật Đẻ ra những tiểu quái vật Tôi nói thiệt với quý vị như vậy, rõ ràng. Rồi có những người sau đó cũng tiếp tục giống như là là chính phủ tự xưng là thủ tướng như Nguyễn Hữu Chánh. Ham mê quyền lực lắm, cũng phong. Cũng phong chức tước bộ trưởng này, đại tướng này, đại tướng nọ, một Nguyễn Hữu Chánh. Hồi xưa chỉ là một sĩ một trung sĩ tà lọt để đi thông dịch thôi. Thế bây giờ đó là 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 quy tụ thành một thủ tướng không? Năm 2001 tuyên bố cuối năm 2001 là về tiếp thu chính quyền ở Việt Nam. Hết năm này sang tháng nọ đòi tiếp thu. Không tiếp thu thì bây giờ nó như vậy đó. Đó là hành dâm trên cái thi thể để gì Việt Nam Cộng Hòa nó đẻ ra những quái thai. Họ phải hiểu rằng là chứ cái lịch sử đã chấm dứt thì chấm dứt. Nếu mình muốn làm thay đổi xã hội thì phải là cách mạng. Mà. mà cách mạng á, thì có ngon á, thì họ cứ lập tổ chức. Họ đấu tranh đàng hoàng, tổ chức trong sáng. Chứ không phải là ngày hôm trước hôm sau là tôi muốn là có quyền. Đi tắt về ngang, lập ra cái chính phủ quái thai như vậy. đó là hành giam cờ với cái, cái cái cái, âm hộ đó đẻ ra những cái chính phủ liền đó thì vì nó đẻ ra kiểu đó thì nó là quái thai và những cái người mà như vậy đó thật là quái vật tôi nói trước tôi không có sợ ba cái thứ đó mà trả thù tôi đâu Đúng không? Hôm mà tôi lên trên BBC đó Cách đây khoảng 2 tuần đó Thì bà Bà Sông Chi Bà nói rằng là Phải trả lại công lý Cho những người bên phía thua cuộc Rồi bà nói cái tư tưởng rằng là Bên thắng cuộc đó, là bất chấp Dùng sức mạnh mà đã đã bắt dùng cái danh từ là cưỡng bức chiếm lấy miền Nam, xé bỏ hiệp ước Paris 1973 để cưỡng bức chiếm lấy miền Nam. Nhưng mà vì hôm đó nó không có nhiều thời giờ, cho nên tôi cũng nói rằng là cái tại sao gọi là công lý ai xé bỏ hiệp trước, hiệp ước trước cái hiệp ước Paris đó hiệp ước uh, the Paris Accord đó, năm 1973 đó nó chỉ là hiệp ước con thôi chứ còn cái hiệp ước chính đó, mà ai sẽ bỏ trước đó, đó là hiệp ước Geneva năm 1954 thì ai sẽ bỏ thì tôi cũng nói hôm đó, đó sẽ bỏ hiệp ước Geneva là chính đệ nhất Việt Nam cộng hòa Thì ngày hôm nay tôi xin chắc lại để quý khán thính giả nhất là những bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử. Khi mà Pháp đổ bộ vô Sài Gòn vào tháng 3 năm 1946 đưa đến một cái cảnh dằn co giữa phe quốc gia và ở phía Bắc là Cộng sản. Pháp đòi chia đôi đất nước liền từ vị tuyến thứ 16 trở xuống là của Pháp. Từ 16 vị tuyến phía Bắc là giao cho lúc đó họ không biết họ giao cho cho nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là Trung Hoa có giờ đang chiếm được thì họ cũng họ cũng bất cần và tôi cũng đã làm clip đó, là cụ chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn thấy được âm mưu của Pháp và nhìn thấy được cái ý đồ đen tối không cần biết của loại người Trung Quốc, Trung Quốc chân đảng hay là Trung Quốc quân phiệt hay là Trung Quốc cộng sản loại nào cũng là kẻ thù nguy hiểm của dân tộc Việt. Cho nên là cụ Hồ Chí Minh có cuộc họp vào ngày mùng mùng 5 tháng 3 năm 1946 quyết định hòa hoãn với Pháp mượn cái lực lượng Pháp để đẩy 20 vạn quân của Tưởng Giới Thạch về Bắc đã, về nước đã. Cái mối thù âm ỉ trong tim gan đó là 20 vạn quân của quân Tưởng Giới Thạch. Câu chuyện đó tôi đã nói hôm qua. Thế rồi Pháp nằm ở đó. Thì cuộc chiến Điện Biên Phủ được diễn ra. Pháp đầu hàng. Có những bạn trẻ nói là anh hùng ơi, anh hùng làm một cái một clip về về điện biên phủ đi tôi dự trù đi điện biên phủ trong một ngày sau khi dịch sau khi khi cái covid này nó xong đi cái đã tôi về việt nam tôi muốn thăm điện biên phủ tôi muốn thăm lạng sơn tôi muốn tập, tới tận cái chỗ mà phân định biên giới về phân định biên giới hữu nghị quang tức là Ải nam quang đó tôi làm một clip ở đó rồi tôi cũng sẽ làm clip ở ngay tại điện biên phủ vì cái khung cảnh đó và lúc trước khi đi tôi nghiên cứu hết rồi đó thì cái khung cảnh đó nói nó mới sống động nên mà các bạn trẻ mà yêu cầu anh hùng ơi làm clip về điện biên phủ đi chiến thắng điện biên phủ năm nay đi hứa hẹn thôi chưa làm được vì sau cái dịch covid tôi có xin tôi đã thưa với thầy giáo sư trần công trục là thầy ơi chuyến tới này em đi đó thầy thầy dạy em thêm thầy cho em hay biết hết cái câu chuyện những cái gì đó thì rất hay Quý vị biết là thầy Trần Công Trục thầy nói chuyện hay lắm Thầy có nhiều cái sử liệu Tôi rất thích Cho nên là thầy hứa với tôi Thầy có hứa rồi Là nếu mà chuyến tới Chú Hùng á, thầy gọi tôi là chú rồi lúc gọi là luật sư Hùng á, mà tới đó, thì thầy đi với với luật sư Hùng. Đó đó là quý vị theo dõi cái chương trình đó, bảo đảm. Cho nên là các bạn trẻ hối tôi nhiều lắm, không phải một lần đâu mà tôi chưa trả lời nhưng mà hôm nay tôi tiết lộ với bí mật đó là tại vì thầy trục có hứa với tôi thầy sẽ cùng đi với tôi những cái gì về về sử đó bổ túc về vấn đề phân định biên giới về những cái gì trên phía bắc đó là thầy rất vững thầy sẽ cùng với tôi thầy tôi gọi bằng thầy là đúng hơn tôi có những cái không học không 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 biết bằng người khác thì bằng thầy tôi thì tôi mừng lắm đời mình phải có thầy. Đời mà mình làm thầy người ta là một cái sự khổ sở thôi quý vị. Tại vì xưa các cụ nói rằng là chứ làm thầy người ta mình phải biến mình phải biết ít nhất là gấp bốn lần người ta. Nghe không? Mà để biết được gấp bốn lần người ta thì lúc nào mình cũng phải chạy đua với thời gian. Kiến thức của mình phải được gọi là mỗi một ngày là phải được lớn mạnh lên. Thì mệt lắm. Cho nên thôi thà mình làm một trò. Sướng hơn tại vì thầy suy nghĩ dùm cho mình hết rồi nhiều thứ từ bây giờ là biến đó thưa quý vị không thì đi biển, điện biên phủ đó thì tôi xin trả lời với các bạn trẻ đợi đó đi không phải là không có làm đâu sẽ làm làm trong một cái khung cảnh hấp dẫn hơn nhiều phải không Thì bây giờ đó là chiến thắng điện biên phủ quý vị đã xem tài liệu phim tài liệu rất là nhiều rồi khỏi cần phải tôi nói nữa điện biên phủ mà cuộc chiến nó đi phải nói rằng là chứ là bộ đội cụ hồ mà ngụy trang mà đi đó là chính B52 của Mỹ bay lên mà quay phim mà còn phải nói rằng là rất là hay. À, chỉ có một cái là quân của Pháp đầu hàng năm 1954 thì quý vị đã biết rồi. Và sau đó Pháp buộc phải vô bàn lại hội nghị lại. Và khi ba, Pháp vô bàn hội nghị lại đó thì là hội nghị được diễn ra không phải ở Paris kỳ này, nó ở Genève. Genève là một cái nước ở tại Thụy Sĩ, nhỏ hơn nhưng mà nó là một quốc gia trung lập thì cái hiệp ước mà ký ở tại Geneva thì được gọi là the Geneva Agreement năm 1954 lúc ấy có những cường quốc đã tham dự để chia đôi nước Việt Nam gồm có Mỹ, Anh, Pháp, Trung Hoa, trung hoa này là trung quốc là trung hoa trung quốc mà lúc đó bắt đầu dưới chế độ cộng sản rồi việt nam dân chủ cộng hòa chính phủ quốc gia việt nam lúc đó đại diện là bác sĩ trần văn đỗ của thủ tướng ngô đình diệm vâng vâng các cường quốc đưa đến quyết định là chia đôi đất nước việt nam đợi trong thời gian hai năm vào năm 1956 sẽ có tổng tuyển cử tự do. Ai thắng thắng hết. Thì trước khi mà chia đôi đất nước, người dân Việt Nam có quyền di chuyển để chọn cái nơi ở của mình. Thì quý vị đã biết rằng là đó là cái biến cố di cư từ Bắc vô trong Nam. Tại vì nhiều người ở nhất là những người thiên chúa giáo ở các tỉnh như là Nghệ An rồi Hà Tĩnh vân vân, đa số là người thiên chúa giáo và một số người sắc tộc và những người chịu không nổi được với cái sự khó khăn kỷ luật áp của cái thời điểm đó để đấu với Pháp đó thì họ di cư khoảng một triệu người di cư từ bắc vào đông nam tại vì họ nghĩ ở dưới này á là được thế giới tây phương như pháp đỡ đầu ở dưới miền nam và miền nam thì thưa quý vị đất đai trù phú hơn nhiều cái thứ nên là di cư vô đông nam cái khuynh hướng di cư vô đông nam ông cụ bà cụ tôi là người nghệ an mẹ tôi người quảng bình Tôi chỉ biết là mẹ tôi ở Đồng Hới Ông cụ tôi ở cái gì Cái xã Đồng Vong gì ở Nghệ An Có vậy tôi, tôi cũng chưa biết Tôi cũng chưa tới mặt nữa Đó là góc gác của tôi là di cư vô Đông Nam Tôi chỉ nhớ ông cụ tôi kể một câu chuyện là tôi mắc cười là khi ông cụ tôi vô di cư vô Đông Nam thì ông cụ tôi gặp cái người ở miền Nam Họ hỏi là chứ là Đi di cư có vui không tức là đi di cư có vui không á nhưng mà người nghệ đó cái gì, vui đó là cái kia là cái dù đục đó thưa quý vị thì ông giận lắm đó, đi di cư bỏ nhà bỏ cửa không mang theo cái gì mang đi theo mang cái vui đi làm gì đó, ông mới trả lời chứ đi di cư không đi mang theo cái gì mang theo cái vui đó, mang theo cái gì thì mang theo cái vui làm gì đó là sự tôi, tôi nghe ông cụ tôi kể chuyện tôi cười hoài thôi đó di cư bò nhà bò cự mang theo cái chi mang theo cái vui đó là cái cảnh thiệt đó là câu chuyện thiệt ông cụ tôi kể di cư vào đông nam những người như ông cụ tôi đó thưa quý vị là những người chân chất chả biết gì về chính trị nên nó thiệt luôn thấy người ta di cư rồi thấy đủ thứ hết gặp cái đời sống kinh tế nó khó khăn lúc đó đối diện và thấy cái sự kỷ luật ghê gớm của đảng cộng sản thấy người gì người công giáo di cư là đi di cư hết nên tôi cũng nói thiệt là như vậy di cư vô đông nam <laughs> khi mà di cư vô đông nam rồi thì lúc đó là như ông bà cụ tôi là coi cụ thủ tướng ngô đình diệm như một thần thánh thiệt với quý vị vậy coi cụ Ngô Đình Diệm như một thần, như một thánh. Cụ các vị mà về mà ngồi mà nói chuyện với cha mẹ của tôi, ông, ông cụ bà cụ tôi đó, mà nói bất kỳ gì, một cái gì đó mà về cụ Ngô Đình Diệm mà không được là chết, nó thật dùng cái từ là chết với bà cụ tôi, bảo vệ cụ Ngô Đình Diệm danh dự đủ thứ họ coi đây là một vị thần vị thánh Đó là cái cảnh di cư năm 1954 Nhưng khi được nắm được quyền Hai năm Tới cái thời gian gọi là tổng tuyển cử rồi Mỹ đâu có muốn có tổng tuyển cử Mỹ không muốn có tổng tuyển cử Mỹ muốn có chiến tranh Vì có chiến tranh Thì mới thải được hết Tất cả những vũ khí còn tồn động Trong cái thời đại nhị của thế chiến mà bây giờ đó là thải hết cái vũ khí đó thì chỉ có cái việc có cái cái đất này nè cái vùng này người ta gọi đó là cái vùng cái vùng tiền tuyến mà thế giới tây phương gọi là tiền tuyến chống cộng không có chiến tranh thì nước mỹ nó có hai lợi điểm giải quyết hết tất cả những vũ khí tồn động xây dựng vũ khí mới vũ khí hóa học hất chân cường quốc Pháp lúc đó là Pháp vẫn là một cường quốc hất chân cường quốc Pháp ra khỏi Đông Dương thay thế vị trí lãnh đạo của nước Pháp còn cái gì nữa nên Mỹ không muốn và cái chuyện gọi là Mỹ đó cùng với gia đình ông Ngô Đình Diệm ông Ngô Đình Nhu tổ chức cái cuộc cầu dân ý có ai tức là đây là một hình thức độc tài mà chín mươi mấy phần trăm hất ông bảo đại đi là xong thế là ông ngô đình diệm lên làm tổng thống lập ra đệ nhất việt nam cộng hòa đệ nhất việt nam cộng hòa được ra đời trong cái hoàn cảnh đó và việc đầu tiên là không thể nào mà gọi là có tổng tuyển cử được có tổng tuyển cử thì là gì có chiến tranh nên Ông Ngô Đình Diệm Và ông Ngô Đình Nhu lấy lý do Nếu có tổng tuyển cử Thì sẽ thua cho cụ Hồ Chí Minh Vì Họ nói chứ là chưa là, chưa là quân của Cộng sản Là còn cài lại ở miền Nam đó qua cái gọi là cái mặt trận Việt Minh đó. Từ các tỉnh miền Nam như Bến Tre Rồi Vĩnh Long Sa Đéc, Cà Mau Rồi gì Đồng Tháp còn nhiều người cộng sản nằm vùng lắm và những người đó là là, là hung dữ lắm đêm là đi là ép người quốc gia cho nên là bỏ phiếu thì chắc là những cái người dân ở dưới đó sẽ bỏ phiếu theo cái cái cưỡng bức của cộng sản thì quốc gia sẽ thua đó là ở ngay miền nam thôi còn ngoài bắc thì chắc chắn là thua rồi nên không không tuyển cử làm gì nhau Xé bỏ Ai xé bỏ hiệp ước đó Có phải là Của Hồ Chí Minh hay là Của Ngô Đình Diệm Ai xé bỏ hiệp ước đó của Ngô Đình Diệm Cái này là sử liệu công khai của Việt Nam Cộng Hòa Chứ không phải là sử liệu của Hoàng Dung nữa Quý vị nhớ rằng là chứ sau khi mà ông Ngô Đình Diệm bị cái nhóm quân đội đảo tránh đó, năm 1963 đó, cái sử của việt nam cộng hòa nó viết đó, cho lớp trung học đại nhị cấp đó, và đại nhất cấp đó, thì chửi bới cái đệ nhất việt nam cộng hòa đó nhá không tin lấy lại lịch sử đó có đi. hồi đó tôi vô tôi biết mà Mình sẽ bỏ hiệp ước geneva là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Lịch sử thì đã trải qua giống như bà Song Chi bên nó đã lỡ rồi thì không không quay lại trở lại được hết rồi bà đặt những cái mà là cái giả dụ thì bây giờ tôi cũng nói là lịch sử lỡ rồi nhưng bây giờ cũng giả dụ đi. Giả dụ năm 1956 có tổng tuyển cử ông Ngô này diện thắng thống nhất đất nước thì đất nước của chúng ta sẽ được mang danh là chế độ Cộng Hòa không có hai triệu mấy người chết chóc vì cuộc chiến 20 năm nếu giả dụ đó nhưng mà nếu mà giả dụ luôn có cuộc tổng tuyển cử cụ Hồ Chí Minh thắng không? thì sao cũng lại cái cảnh phe quốc gia lúc nào cũng vậy đó ăn không được là đạp đổ lại biểu tình chống đối phá đám như đã từng làm. Và chắc có lúc đó cũng đã có một cái cuộc di cư sang nước Mỹ rồi, năm từ năm 1956. Nhưng mà tránh đi cho dân tộc Việt Nam 20 năm cuộc chiến, đổ xương máu vô ích hơn 2 triệu người. Nguyên do cái cuộc chiến này chúng ta không thể nào nói rằng là chỉ có lỗi một bên. Nhưng mà đó như vậy đi đất nước Việt Nam phải được thống nhất chứ quý vị đâu có muốn có cái cảnh gọi là Nam Bắc giống như là Triều Tiên và và Hàn Quốc dân tộc Việt Nam là một như cụ Hồ có nói dân tộc của chúng ta là một đất nước Việt Nam là một sông có thể cạn núi có thể mòn mà dân tộc Việt Nam là một còn chủ trương nếu mà quý vị chủ trương ở dân tộc Việt Nam là hai đó là chuyện của quý vị chứ không phải là chuyện của tôi và không phải là chuyện của những người Việt Nam trong nước luôn. Đó. Cái xé bỏ hiệp ước Geneva là cái xé bỏ hiệp ước đầu tiên quan trọng mở màn cho một cuộc chiến vô nghĩa 20 năm trời ai phải chịu trách nhiệm? Thế mà có những cái người mà to họng bên này đó Như cái bà Song Chi phét lát cái mồm Bảo là xé bỏ hiệp ước Paris Cái hiệp ước Paris chả là cái gì hết á. So với cái hiệp ước Geneva năm 1956 quan trọng hơn nhiều Vì chơi xấu người ta trước thì người sợ lần sau người ta không có thi hành Ráng chịu Cuộc chơi nào nó cũng có cái quy luật của nó hết á Cuộc chơi chính trị nó có những cái quy luật chính trị của nó Thế rồi bây giờ đó là Việt Nam Cộng Hòa được ra đời Và như tôi nói đã đã Coi như đã phải là Tuần đã chấm dứt Năm 1975 Move on Thì có những người nhất định không chịu Còn muốn hành sát Hành dâm trên cái thi thể đó Mà đẻ ra như tôi đã nói là quái thai Rồi có những người như quái vật Đào tụ Cùng Quái vật Nguyễn Hữu Chánh tự xưng làm thủ tướng vân vân. Thế bây giờ nó cũng có một cái loại quái vật nữa và quái thai như là cái gọi là chính phủ pháp định. Cái gọi là chính phủ pháp định là gì? Thì các bạn hỏi tôi. Chính phủ pháp định ý họ nói là cái hiệp định Paris năm 1973 vì có một số bên ký kết trong đó có là nhà nước Bắc Việt rồi nhà nước cộng Việt Nam cộng hòa rồi mặt trận giải phóng rồi vân vân rồi Mỹ là gì tham gia vô trong đó Ba Lan là gì tham gia nên bây giờ đó là phía Bắc đã xé bỏ hiệp ước nên là cái hiệp ước đó nó là cái hiệp ước xé bỏ đơn phương nó không có giá trị dâu rằng đất nước đã thống nhất nhưng mà trên pháp lý trên cái pháp lý đó thì coi như vẫn còn tồn tại hai quốc gia là Việt Nam Cộng Hòa ở dưới này và phía kia phía Bắc nên ý họ nói rằng là trên cái pháp định đó là định trên cái pháp định đó bây giờ họ không có họ không có đất không có dân không gì hết nhưng mà họ có cái gọi là cái pháp lý đó đó cho nên đó là chính phủ họ lập ra cái chính phủ trên cái gọi là cái hoang tưởng pháp định đó cho nên nó là do do cái định chế của cái hiệp cái hiệp định Paris năm 1973 nó vẫn còn tồn tại, nó còn hiệu lực cho tới ngày hôm nay. Cho nên là họ lập ra cái gọi là một cái chính phủ trên cái cái hoang tưởng của cái hiệp định Paris đó. Và cái ông gì đó ông tên là Lê Trọng Quát, hồi xưa ông là trong Việt Nam Cộng hòa ông làm cái chức gì đó. Bây giờ tự xưng làm thủ tướng. Ký những cái văn bản này, ký những cái văn bản đó gửi cho tổng thống Trump, gửi cho gửi bằng tiếng Việt dịch sang tiếng Anh đọc nghe mắc ói hoang tưởng cái bệnh hoang tưởng đó hành dâm trên cái cái thi thể Việt Nam Cộng Hòa họ, họ lý luận ở những cái lý luận của họ nó ấu trĩ lắm họ cũng không hiểu gì về vấn đề cái thực quyền thực tế đủ thứ hết họ chỉ nghĩ đến cái vấn đề làm là, là nắm quyền cỡ giống như ông Lê Trọng Quát á cái gọi là luật sư gì đó tôi không biết thì cái đầu óc đó đó luật thì chả hiểu luật nhưng mà ý là bây giờ ta, tôi ở trong cái giai đoạn cuối đời đi ra ngoài cũng vẫn phải xưng là tôi là thủ tướng bỏ tiền ra thuê mấy đứa chạy chạy tàu lọt dạ kính thưa ngài thủ tướng có vậy thôi sống sống trong cái ảo tưởng đó quý vị mà đọc cái phim bộ của kim dung là thiên long bắc bộ đó, có cái anh gia đình họ mô tô họ họ mùa à, dung cô tô đó muốn lập lại cái nhà nước yên ấy. mà quẩn trí ngày và đêm suy nghĩ là lúc nào cũng sẽ trở lại như vậy nó là quẩn trí nó điên điên loạn kiểu của ông lê trọng quát cũng phải là hành dâm cái gọi là hành dâm của đạo tuột quân đó, là hành dâm trên âm hộ. Còn cái của Lê Trọng quát là hành dâm kiểu này nó là gọi hành dâm ở hậu môn. Không đẻ ra được cái đệ tam cộng hòa. Chỉ được cái lên làm làm cái quái quái vật. Còn cái đệ tam cộng hòa là quái thai. À. Quý vị biết đó, ở nước Mỹ đó một cái căn nhà, quý vị làm chủ đây. Mà quý vị để cho người ta lỡ sớ Người ta dùng cái gì đó người ta vô người ta chiếm được Sau mấy chục năm mà quý vị không có làm gì được đó, Thì cái căn nhà đó ô tô mà lì Ngủ một tiểu ban quy định Có tiểu ban quy định là 25 năm Có tiểu ban quy định là 10 năm Có tiểu ban quy định là 15 năm Ô tô lì Cái người mà chiếm được nó là coi như họ làm chủ luôn Danh từ đó về luật nó gọi là adverse possession chính vì cái adverse possession đó, luật này là luật xuất phát từ nước Anh. Cho nên là khi mà Tây Tạng cứ kêu cứu thì họ nói rằng là chưa the facto rồi. Adverse possession từ năm 49 tới nay là hơn 71 năm. Không làm gì được nữa. Chưa biết những cái đó. Thì bây giờ nếu mà cái hiệp cái gọi là the Paris Accord đó, để tới nay như vậy là sao? Là bao nhiêu năm? Là 47 năm rồi. Trên phương diện luật pháp quốc tế, 33 năm là quá mức. Xong rồi. Nên mà còn hành dâm trên cái thi thể đó, cái thi thể của Việt Nam Cộng Hòa đó, đây là hành dâm hậu môn. Hãy để cho cái Việt Nam Cộng Hòa đó được an nghỉ đi. Còn cứ mang ra, mang ra tự sướng, Ngày đêm hoài đó, Tội nghiệp lắm Muốn ói Không nói không được Mà đã nói thì phải nói cho, cho Thật xoáy vô Cho những cái đầu óc bệnh hoạn đó nó Chừa đi Bây giờ nếu mà thí dụ lỡ đi Lỡ đi Tôi nói là cái bây giờ nó như nước Mỹ đi không? Mỹ ngay cả Ba Lan Ba Lan bây giờ không còn là Ba Lan xưa nữa không? Ba Lan rồi Trung Quốc này Tại vì nếu mà thi hành là cái hiệp ước đó là phải là Là có những cái điều kiện Và những cái gì đó trước đây đã ký Thứ nhất là có parties Tức là những cái người tham dự Thứ hai về cái phương diện lý lẽ đủ thứ hết Bây giờ mình nói là parties đó. Thì bây giờ ngay cho thí dụ như vậy đi Cho Lê Trọng Quác đó, không là cái gì hết Cũng tự nhiên là coi như có là đại diện chính Cho cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa nếu có đó, không Cái cho đây vậy đi Chứ còn nguyên cái đó cái của ông chả là cái gì hết Ai cho phép ông mà đại diện Nhưng mà cứ cho luôn đi Cho luôn là Trung Quốc vô được đại diện Rồi Ba Lan vô đại diện là tám bao nhiêu quốc gia đó đi Xong đại diện đi rồi bây giờ quyết định thi hành lại Paris đi Thì sao Chẳng lẽ các ông nghĩ rằng là họ đưa quân vô Rồi họ chia đôi đất nước Việt Nam một lần nữa à? Rồi giao cho ông được cái chủ quyền miền Nam à Bệnh hoạn Mỹ đem cả biết bao nhiêu bom đạn rải bốn gấp bốn lần thời đại gì thế chiến ở trên đất nước Việt Nam mà còn chưa làm gì được, còn đánh chạy có cờ, ở huống chi ba cái trò của các ông bà đòi chia đôi lại đất nước, rồi chia đôi nước Việt Nam lại, bệnh. Trung Quốc ban biết bao nhiêu quân đã 600.000 quân xuống qua biên giới Còn đánh tan nát năm 1979 Việt Nam Cộng Hòa đã có hơn triệu quân cơ. Trước năm 75 cuộc đánh chạy không còn một cái sắc bất sang mang tuột quân bỏ chạy. Giờ còn đòi nghĩ là nó đòi mang lại. Mang lại cái gì? Mang lại chia đôi các ông chỉ nghĩ đến quyền thôi. Tao tôi nói rồi, chỉ nghĩ đến quyền lợi Mang cái, ui ừ, tôi làm thủ tướng. Vậy thôi, ngon lành, cái bộ dầu nó chạy theo tôi làm thủ tướng. Không nhìn đến cái quyền lợi của quốc gia không nhìn đến tương lai người sáng của đất nước, không biết hy sinh cái tôi của mình để cho cái hòa nhập vô trong cái lòng dân tộc. Cái đám đó mà về mà cầm quyền đó, đất nước tan nát. Khỏi cần người dân trong nước lên tiếng, tôi lên tiếng đầu tiên liền. Thứ này là cái thứ bệnh hoạn hành dâm hậu môn trên cái thi thể của Việt Nam Cộng hòa là khóa sổ tháng 4 năm 1975 hết không nói không được tôi quý vị tôi biết rằng là tôi mà nói sau cái này nữa thì lại là cái chính phủ lê trọng quát nữa lại là điên tiết các tổ chức muốn 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 đấu tranh thì có tổ chức mà tổ chức cách mạng đi từ dưới đi lên chứ không phải đi ngang về tắt cái loại đi ngang về tắc đó là gọi là cái loại hành dâm trên cái thi thể đã mất là Việt Nam Cộng hòa. Rất là bệnh. Đó là góc nhìn của tôi sáng ngày 22 tháng 5 năm 2020. Hẹn gặp quý vị trong clip sau.